Dạ vâng ạ, em Luân xin hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các thân mến, một bộ sản phẩm tiếp theo và em sẽ gửi cùng một chuyến xe về tỉnh Bắc Giang. Bộ sản phẩm này em gửi cho anh Hoàng Trấn, có địa chỉ tại cầu Gô Bắc Giang. Giá trị của bộ sản phẩm là 34 triệu đồng và anh đã thanh toán tiền xong cho này các bác. Các bác thân mến, bộ sản phẩm này chất âm hay, chất âm xứng với giá tiền của các bác bỏ ra và toàn là những sản phẩm hàng tốt, hàng chất lượng. Và thưa các thân mến, các bác có nhu cầu tham khảo những bộ sản phẩm karaoke có giá trị khác nhau trên kênh của em thì các bác chỉ cần vào YouTube gõ bộ sản phẩm và cái giá tiền bác mong muốn, ví dụ như bộ sản phẩm karaoke 30 triệu đồng, các bác ra thêm chữ âm thanh Alun nữa thì nó sẽ ra rất là nhiều các video và nhiều bộ sản phẩm với mẫu mã khác nhau cho các bác của anh em lựa chọn các bác nhé. Và em sẽ đi vào việc chính luôn, em test chất âm của bộ sản phẩm này 34 triệu cho các bác của anh em đánh giá. Sau đó em sẽ giới thiệu review các thiết bị trong bộ sản phẩm này và sẽ báo giá công khai để cho các bác của anh em có thể chuẩn bị được cái tài chính tốt nhất của mình khi có nhu cầu mua sắm. Các bác có thể mua chọn một bộ hoặc các bác có thể mua lẻ các thiết bị, ví dụ như là loa full, loa súp hay là đẩy hay vang số hay là micro không dây. Và em xin mời toàn thể các bác. Combo này 34 triệu đồng. Và thưa các thân mến, em xin được giới thiệu và review cụ thể để các bác của anh em tham khảo. Và các bác thích mua những sản phẩm nào thì hãy gọi điện cho em luôn. Đầu tiên đó là đô la Pway, mã số là CK32, đô la sử dụng đó là bát 30 từ 17 quay 7,6, tép leo quay 3,8. Đô la hiện tại em đang chào bán giá 15 triệu 500 ngàn đồng trên một đôi, giá trị em chào bán tại cửa hàng và bao ship tới tận nhà các bác đó là 16 triệu 300 ngàn đồng. Và để cho đôi loa này nó phát huy được cái chất hay nhất, các bác hãy sở hữu những con đẩy có công suất từ 600W tới 800W tới 1000W trên một kênh nội trợ 8 ôm các bác nhá. Có nghe đẩy càng khỏe thì càng hay thưa này các bác. Và tiếp theo đó là một quả loa súp điện hàng bãi xịn do 3G Audio sản xuất, bát 40 từ 220 coi 100. Dòng này sử dụng mạch Actis, giá đang là 8 triệu đồng trên một quả, giá trên em chào bán tại cửa hàng và gửi đến tận nhà cho toàn thể các bác đó là 8 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. Và tiếp theo đó là một chiếc đẩy BS 2 kênh, bộ ngoài rất đơn giản, hiệu quả cao, 650TD đó chính là mã, công suất đạt 650W một kênh, nội trợ 8 ôm, dòng đẩy chạy mạch Class H chính hiệu, size 2U các bác nhé. Và tiếp theo đó là một chiếc vang số chỉnh tay GD Gutin KM320, đây là sản phẩm hàng xịn, hàng chính hãng của GD Gutin. Các bác lưu ý, hàng xịn, hàng chính hãng thì không có cổng quang, không có Bluetooth. Quàng hàng đặt xưởng, anh em in tên GD hoặc in nhiều tên khác thì có cổng quang, có Bluetooth, chất lượng không bằng một nửa của GD Gutin xịn các bác nhá. Giá của vang GD hiện tại đang là 3 triệu 400 ngàn đồng, em bao ship tận nhà cho các bác của anh em kèm dây rắc. Và tiếp theo đó là bộ mic BS Audio, mã số là VK7, bộ mic này thì sóng tốt, tiếng cũng rất là hay và nó không bị vỡ tiếng mấy các bác nhá. Giá 2 triệu 600 ngàn đồng, em bao ship tới tận nhà cho các bác của anh em. Đó chính là tổng bộ sản phẩm của anh Trấn đúng không ạ? Anh Trấn ở Bắc Giang. Cảm ơn anh Trấn ở Cầu Gồ nhá. Em sẽ gửi một chuyến xe lên Bắc Giang là khá là nhiều đồ các bạn. Hôm nay là chủ nhật các bác nhá. Xe bưu điện thì không đón hàng nhưng hôm nay em gửi rất nhiều hàng đi xe khách. Này xin được chia sẻ các bác của anh em là như vậy. Nếu mà nói về xe Bắc Giang trong buổi chiều ngày hôm nay, đây nhá anh em nhá. Đây là một bộ đúng không ạ? Đủ cả các bác nhá. Anh em đang đóng một bộ nữa. Đây ạ, đang đóng một bộ nữa. Ok chưa? Anh em sẽ đóng một đôi loa JBL 112. Đây ạ. JBL 112 nhá, đúng không? Anh em test này. Ok chưa? Anh em sẽ đóng một quả súp. Đây ạ. Quả súp JBL 118. Ok chưa? Hai quả súp 118 về hôm qua, hôm nay bán luôn các bạn, bán hết luôn. Đó, cách đây tầm khoảng độ 5 hôm em về hai quả, em bán ngay ngày hôm sau. Đấy, và hôm qua em về hai quả thì hôm nay em cũng bán hết. Đó là điều tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn các bác của anh em nhé. Em xin phép gửi lời chào toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo.
Các bác thân mến, các bác quý mến hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Và hãy gọi điện cho em Lân để được tư vấn những sản phẩm, những thiết bị và những combo tốt nhất, có giá tiền hợp lý, độ bền cao. Cảm ơn các bác của anh em rất rất nhiều ạ.